Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, nằm trong về đề tài về nhìn lại kinh tế Việt Nam năm 2017 và những dự báo cho năm 2018, chương trình đối thoại của chúng tôi đã tổ chức rất nhiều các đề tài liên quan tới bức tranh thị trường tài chính, liên quan tới nhìn lại dấu ấn ngành ngân hàng năm 2017, xu hướng của năm 2018, lãi suất tín dụng, tỷ giá và gần đây nhất là câu chuyện của Fintech. Và ngày hôm nay thì với những diễn biến sôi động của thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua thì chúng tôi tiếp tục mời tới trường quay các khách mời là đại diện của cơ quan quản lý, chuyên gia cùng bàn về vấn đề của thị trường chứng khoán. Đặc biệt, không chỉ nhìn lại bức tranh thị trường chứng khoán năm 2017 mà đưa ra một số những dự báo, những xu hướng mới của thị trường chứng khoán năm 2018. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam. Bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ông Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay của đối thoại ạ. Và cùng chúng tôi phân tích về thị trường chứng khoán, về những diễn biến của thị trường chứng khoán năm vừa qua cũng như là một số dự báo cho năm tới. Tuy nhiên, trước khi mà chúng ta cùng bàn luận những vấn đề như vậy thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Quy mô thị trường vốn đạt trên 100% GDP. Chỉ số VN Index tăng 48% so với năm 2016, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Thanh khoản thị trường cổ phiếu, chứng chỉ quỹ tăng 66%. Kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ đạt kỷ lục, lãi suất phát hành năm 2017 đạt mức thấp nhất từ trước tới nay, bình quân lãi suất phát hành 6,07% một năm, giảm 0,42% so với năm 2016. Thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động, góp phần hoàn thiện cơ cấu của thị trường chứng khoán, bao gồm thị trường huy động vốn và thị trường phân tán rủi ro. Dòng vốn nước ngoài trong năm qua vào dòng cao nhất trong 10 năm gần đây. Tổng giá trị mua dòng của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán đạt 46,7 nghìn tỷ đồng. Giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài đạt mức cao nhất từ trước tới nay, tăng 90% so với cuối năm 2016. Tổng cổ phiếu đấu giá thoái vốn chiếm 73% số phiên đấu giá trên hai sở giao dịch, với tổng giá trị thu về gấp 7,8 lần so với năm 2016. Năm 2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 349 quyết định xử phạt hành chính, tổng số tiền thu về là 30,4 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2016. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng lần đầu từ chối tiếp nhận báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của 15 doanh nghiệp đại chúng và đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp nhận. Vâng, thưa các khách mời, phần tổng hợp vừa rồi đã đưa tới một số con số, những thông tin đáng chú ý của thị trường chứng khoán trong năm 2017 vừa qua. Và trong đó thì có một số những nhận định rất là cụ thể, ví dụ như là thị trường chứng khoán năm 2017 kết quả ngoài mong đợi, hoặc là thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2017 một năm tràn ngập kỷ lục. Vậy thì các khách mời đánh giá nhìn nhận như thế nào dưới góc độ của mình ạ về thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2017 vừa qua? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Vũ Bằng ạ. Như chúng ta cũng đã biết ấy, thì năm 2017 là một cái năm kinh tế vĩ mô của Việt Nam thì đạt được những kết quả rất là tích cực, rồi là sự hồi phục của kinh tế và thị trường chứng khoán quốc tế, cũng như là cái quá trình tái cấu trúc kiên trì trong nhiều năm của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán. Cho nên là thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2017 thì đã đạt được rất nhiều những kết quả tích cực và khá là toàn diện. Thì có lẽ nổi bật nhất chúng ta nhận thấy đó là cái sự hồi phục của cái chỉ số của thị trường, thì mức hồi phục nó vào khoảng 48%, và cái mức vốn hóa thị trường thì tăng trưởng rất là mạnh, tăng ở mức 80%, và chúng ta đã cán cái mốc đề ra cho chiến lược phát triển thị trường chứng khoán là đạt mức vốn hóa là 70,2%, tức là cái mức 70 là cái mức đặt ra cho cái năm 2020. Bên cạnh đó thì cái thanh khoản của thị trường thì cũng có những cái chuyển dịch rất là mạnh mẽ, để tăng cái quy mô giao dịch bình quân một phiên là tăng lên đến 66%, thì đây cũng là một cái con số rất là lớn. Bên cạnh đó thì cái dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thị trường thì cũng rất là ấn tượng, thì tổng mức đầu tư của nước ngoài vào thị trường Việt Nam đã tăng vào khoảng 2 lần, chưa kể các cái việc là huy động vốn qua cổ phần hóa như Sabeco, Vinamilk thì đã tăng gấp 2 lần, và nước ngoài mua dòng trên
2 tỷ đô la. Và tổng cái danh mục đầu tư gián tiếp nước ngoài tính cả các khoản tiền sẵn sàng trên tài khoản thì đã lên đến con số vào khoảng 30 tỷ đô la. Thì đây là một cái con số khẳng định cái sự hồi phục và phát triển rất tích cực của thị trường. Vâng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rất rõ là cái cổ phần hóa cũng đem lại một cái dòng vốn rất là lớn thông qua việc cổ phần hóa bán vốn cho các đối tác chiến lược, thì cũng thu hút được rất nhiều cái luồng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào nền kinh tế của Việt Nam. Vâng. Như vậy thì nếu mà dùng một từ để mô tả về chứng khoán Việt Nam năm 2017 thì ông Vũ Bằng sẽ dùng một cái từ gì để mô tả? Thì có thể nói đây là một cái sự hồi phục và phát triển rất ấn tượng và rất là tích cực. Vâng. Tôi đặt câu hỏi như vậy bởi vì có một khán giả trước khi mà chúng tôi tổ chức chương trình này, chúng tôi cũng có nói cái đề tài của chương trình, thì khán giả có nói là chúng tôi có thể đặt câu hỏi cho các khách mời là liệu có thể gọi là một sự tăng trưởng bền vững hay không của thị trường chứng khoán. Thì ngày hôm nay ông Vũ Bằng dùng từ là hồi phục ngoạn mục. Ấn tượng. Ngoạn mục. Ấn tượng. Mình có thể là mình dùng từ ngoạn mục cũng có thể được. Vâng. Vậy thì bà Bình nghĩ thế nào? Tôi cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của anh Bằng. Ngoài ra thì tôi cũng xin bổ sung thêm một tính từ nữa, đó là sự toàn diện, tăng trưởng cả toàn diện. Bởi vì là bên cạnh cái thị trường cổ phiếu mà anh Bằng cũng đã nói có sự tăng trưởng rất là lớn về cả về quy mô và thanh khoản của thị trường, thì bản thân thị trường trái phiếu chính phủ cũng có những cái bước tăng trưởng rất là ấn tượng. Trong năm 2017 thì cái kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ cũng kéo dài rất là dài, và lãi suất phát hành thì ở mức rất là thấp, là góp phần tái cơ cấu cái danh mục nợ của chính phủ. Và ngoài ra thì cái chiều sâu của thị trường trái phiếu chính phủ cũng có những cái sự tăng trưởng rất là tốt. Giá trị giao dịch thì tăng 41%, và cái số lượng mà giao dịch repo đã tăng mạnh chiếm tới gần 50% so với cái con số là chỉ có khoảng hơn 30% của năm ngoái. Thế và bên cạnh thị trường trái phiếu thì cũng xin phải bổ sung thêm một thành tích rất ấn tượng của thị trường chứng khoán Việt Nam năm vừa rồi, đấy là sự ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh. Thì sau một vài năm chuẩn bị thì đến tháng 8 năm vừa rồi thì thị trường phái sinh đã chính thức ra mắt thị trường. Và mặc dù là cái số tháng ngày hoạt động nó mới chỉ có dừng lại khoảng vài tháng thôi, nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì cái thị trường phái sinh cũng đã chứng tỏ cái sự phát triển rất là nhanh chóng và được các nhà đầu tư đón nhận. Cùng với việc là chúng ta đã đưa vào cái sản phẩm cũng như là cái hệ thống giao dịch đạt chuẩn quốc tế, thì cái tốc độ gia tăng hoạt động của thị trường với mức trung bình là khoảng 70% một tháng thì cho thấy rằng là cái thị trường này đang ngày càng được nhà đầu tư đón nhận hết sức là tích cực. Vâng. Và cái dấu mốc là ngày 10 tháng 8 năm 2017 đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng. Như vậy là ấn tượng này, ngoạn mục này, toàn diện ạ. Và toàn diện nữa. Vâng. À, ông Kỳ thế nào? Tôi thì rất đồng tình với ý kiến của anh Bằng và chị Bình. Nhưng mà trong này chúng ta phải thấy được một cái điều là tại sao nó có cái tính bền vững và nó chắc chắn. Ở cái chỗ là các cái chính sách ổn định, về chính sách vĩ mô là ổn định. Và cũng từ cái chính sách như vậy cho nên là các nhà đầu tư nó tin tưởng vào cái thị trường của Việt Nam. Và đặc biệt là hệ thống nước ngoài là đầu tư rất lớn trong năm 2017. Thì chính sách mà ổn định có nghĩa là đã đi đúng vào cái lòng dân, đi đúng vào các cái nhà đầu tư. Tôi cho đấy là cũng một cái yếu tố rất quan trọng cho cái sự phát triển của cái thị trường. Vâng. Nhưng mà khán giả của chúng tôi thì có vẻ vẫn hoài nghi về cái sự tăng trưởng bền vững của thị trường chứng khoán ạ. Thì ông Bằng như thế nào? Tôi thì tôi cho rằng là cái sự hồi phục vừa qua thì về cơ bản là dựa trên những cái yếu tố nền tảng của kinh tế vĩ mô, rồi là cái cải cách thể chế và chính sách phát triển thị trường, cũng như là cái sự hồi phục của thị trường chứng khoán quốc tế, là về cơ bản là trên một cái nền tảng là cơ bản là đúng theo cái xu thế như vậy. Thì trong cái chính sách của chính phủ đối với kinh tế mà anh Kỳ vừa nêu thì tôi thấy là cái nổi bật nhất đó là cái chính sách về phát triển cái khu vực kinh tế tư nhân, thì nghị quyết của Bộ Chính trị, quyết định chính phủ, và đây là thể hiện cái cam kết của chính phủ trong việc phát triển cái khu vực tư nhân theo các nguyên tắc thị trường, thì từ đó nó mới khẳng định tạo ra được cái sức bật của cái khu vực tư nhân phát triển rất nhanh chóng.
và cái thị trường chứng khoán là gắn liền với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Chúng ta thấy rất rõ là các công ty niêm yết họ có một cái tăng trưởng rất là tốt trong cái năm 2017. Cái doanh thu thì tăng 18% và lợi nhuận thì tăng 23%. Nhiều cái doanh nghiệp trong cái nhóm 100 cái doanh nghiệp hàng đầu của thị trường thì đã có cái mức vốn hóa, mức vốn chủ sở hữu rồi lợi nhuận tăng khoảng 2 lần trong vòng 4 năm vừa qua. Kể cả cái hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã tăng trưởng mạnh và đã đuổi kịp các cái doanh nghiệp lớn của nhà nước, và cái mức vốn của các doanh nghiệp nhà nước trên thị trường chứng khoán cũng giảm dần và cái mức vốn của doanh nghiệp tư nhân thì tăng dần. Thì đấy là một cái tỷ trọng thể hiện cái khu vực tư nhân ngày càng năng động và góp tích cực cho cái phát triển của nền kinh tế. Vâng, đó chính là cái gốc rễ, là cái cốt lõi cho cái sự phát triển bền vững đấy ạ. Vâng, bà thì nghĩ sao ạ? Tôi cũng hoàn toàn nhất trí. Đặc biệt là cái báo cáo quý 4 vừa mới ra anh ạ, chỉ cho thấy là con số còn thậm chí là còn cao hơn cái mức anh Bằng vừa nói. Tức là doanh thu thì tăng là 19% và lợi nhuận thì tăng đến cái mức 26,5% so với cái năm trước. Thì điều đấy chứng tỏ là bản thân nội lực của các doanh nghiệp niêm yết cũng là tốt. Để cho thấy rằng là thị trường mặc dù đã trải qua nhiều lần tăng nóng, ví dụ là năm 2006 chẳng hạn tăng rất là nóng, hoặc là năm 2009 cũng chứng kiến một đợt tăng, nhưng mà cái lần tăng lần này thì chúng tôi không đánh giá là mang tính chất là không vững bền, mà đây là nó có được sự hỗ trợ bởi những cái nguyên nhân mang tính chất cơ bản, kể cả từ phía kinh tế vĩ mô, kể cả về các cái chính sách lãnh đạo về nền kinh tế của Đảng và Chính phủ, cũng như là nội lực của các cái doanh nghiệp niêm yết. Và đồng thời chúng ta cũng không thể không kể đến một sự cộng hưởng từ cái sự tăng trưởng chung của nền kinh tế và nền tài chính thế giới. Vâng. Năm vừa qua cũng là một năm mà chứng kiến cái sự tăng trưởng rất là ngoạn mục của thị trường Mỹ cũng như là thị trường châu Á. Bản thân thị trường Hồng Kông cũng có những cái sự tăng trưởng rất là mạnh tới 33%. Và chúng ta nằm trong cái khu vực châu Á, cho nên chúng ta cũng có những cái sự cộng hưởng từ sự tăng trưởng đấy. Vâng. Ông Kỳ bổ sung gì không ạ? Tôi cũng rất đồng tình với ý kiến của bổ sung của chị Bình, và tôi thấy rằng đúng là cái thị trường của chúng ta, nếu nhìn về tất cả các cái khía cạnh và các cái chỉ số, mình mới thấy được đánh giá là cái sự phát triển nó tương đối đồng đều ở tất cả các cái lĩnh vực. Và cũng từ cái đấy là tạo cho cái niềm tin của công chúng và ổn định của cái thị trường là tất yếu. Vâng, tôi thấy ông Kỳ nhấn mạnh rất nhiều đến câu chuyện niềm tin, có vẻ như niềm tin tác động rất nhiều tới những cái kết quả của thị trường chứng khoán, đúng không ạ? Khi mà chúng tôi giới thiệu từ ban đầu ấy, thì mọi người có một nhận định là một năm tràn ngập kỷ lục năm 2017. Vậy thì kỷ lục nào là đáng nhớ nhất đối với các khách mời ạ? Ấn tượng nhất đối với các khách mời? Ông Bằng ấn tượng nhất với kỷ lục gì của năm 2017 ạ? Tôi thì tôi thấy là cái vốn hóa là cái mức tăng nó khá mạnh. Khá mạnh là do chúng ta gắn cái cổ phần hóa với niêm yết, và rất nhiều cái tập đoàn tư nhân lên niêm yết, thế rồi là cái tăng trưởng của chính bản thân các công ty niêm yết, nên cái mức vốn hóa nó tăng mà chúng tôi cũng không hình dung được như vậy. Trước đây chúng tôi đặt ra cái chỉ tiêu 2020 mức vốn hóa 70%, mà chúng tôi cũng cảm thấy rất là ngần ngại, rất ngần ngại, vì lúc đó mức vốn hóa nó khoảng 30-40, mình đặt 70 là cảm thấy cái lạc quan có vẻ hơi bị tếu. Thế nhưng bây giờ thực tế nó đã vượt cái mức như vậy, thì tôi cho là khi mà cái vốn hóa quy mô thị trường nó tăng lên ấy, thì các cái tổ chức đầu tư nước ngoài, các cái quỹ đầu tư của tổ chức, họ mới có cơ hội đầu tư vào thị trường của mình. Chứ nếu mà thị trường quá bé thì họ cũng không thể nào mà họ đầu tư được. Cho nên mình hút được những cái dòng vốn nó lớn và cái dòng vốn nó có tính chất nó ổn định hơn nếu mà cái quy mô thị trường mình nó có cái quy mô nó lớn hơn. Vâng, như chúng ta đang vượt mức vào năm 2020, vậy thì những mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Tôi thì tôi nghĩ rằng là đến với cái xu thế phát triển hiện nay thì cái mức vốn hóa chắc nó sẽ có thể tiệm cận đến mức 100% GDP vào năm 2020. Nếu như các chính sách cải cách kinh tế vĩ mô được thúc đẩy mạnh hơn, để cải cách về thể chế, rồi là công tác cổ phần hóa, mình thúc đẩy được nhiều cái tập đoàn công ty lớn cổ phần hóa, thế rồi là nâng cao cái năng suất lao động và đổi mới mô hình tăng trưởng, thì thị trường vốn, thị trường chứng khoán sẽ có những bước phát triển nó rất là tốt hơn nữa cho đến năm 2020. Vâng, cũng rất lạc quan ạ. Vâng. Bà Bình Vũ. Còn tôi thì tôi cũng đặc biệt ấn tượng với cái dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm vừa rồi.
Thì có thể nói là cái sự tăng trưởng đột biến của cái dòng vốn đầu tư nước ngoài, nó vừa là thể hiện cái sự thu hút của thị trường Việt Nam đối với các cái con mắt của các nhà đầu tư thế giới, và nó cũng khẳng định rằng là cái chất lượng của thị trường Việt Nam đã đạt đến cái mức mà là các nhà đầu tư sẽ quan tâm đến thị trường này trong dài hạn. Thì trong năm vừa rồi thì có thể thấy rằng là các cái con số cho thấy là cái dòng vốn đầu tư nước ngoài là tăng đột biến so với năm 2016 là gần nhất. Và cái giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài nó tăng đến 90% so với cái năm 2016. Và cũng có thể thấy rằng là cái động thái của nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian vừa qua ấy, nó thể hiện ở chỗ là cũng có cái sự phân hóa rất là rõ nét trong các cái danh mục đầu tư. Thế nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến thị trường Việt Nam nhưng không phải là quan tâm đến tất cả các loại cổ phiếu, mà họ cũng tập trung vào những cái cổ phiếu nằm trong rổ những cái chỉ số, những cái cổ phiếu có chất lượng và vốn hóa lớn, ví dụ như các cổ phiếu nằm trong rổ VN30 hoặc những cái cổ phiếu của những doanh nghiệp tư nhân lớn. Mặc dù chưa vào rổ nhưng mà là những doanh nghiệp lớn thì họ cũng rất là quan tâm, thể hiện ở cái giá trị giao dịch đối với những cái cổ phiếu này rất là mạnh. Ngoài ra thì nhà đầu tư nước ngoài cũng đặc biệt quan tâm đến quá trình thoái vốn và tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước, thể hiện ở những cái đợt chào bán rất là thành công, như là cái câu chuyện của Sabeco chẳng hạn, thì nhà đầu tư nước ngoài tham gia một lượng tiền rất lớn và với một mức giá cao. Thế như vậy là có thể thấy rằng cái sự tăng trưởng rất là mạnh của nhà đầu tư nước ngoài được coi là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thành công của thị trường năm 2017. Và điều này được thể hiện rất rõ nét thông qua cái kết quả kinh doanh của các cái quỹ đầu tư nước ngoài trên thị trường Việt Nam. Thì phần lớn các quỹ đều có mức tăng trưởng trên 40%, thậm chí có những cái quỹ mà tăng đến 60%. Thì đây là một cái kết quả mà chắc chắn là hữu xạ tự nhiên hương, là các cái nhà đầu tư nước ngoài là họ sẽ bắt đầu quan tâm và quan tâm rất là mạnh với thị trường mình trong thời gian tới. Còn ông kia thì sao ạ? Tôi bổ sung thêm một cái ý nữa là thực tình thì các nhà đầu tư năm vừa qua thì có thể nói cái số lượng tài khoản mở thêm không lớn nhưng mà rất ổn định. Đấy là một. Thứ hai nữa là có sự chọn lọc. Các cái nhà đầu tư người ta cũng đã có sự chọn lọc để đầu tư vào những loại cổ phiếu nào, và đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Nên là tình hình thị trường nó mang tính là ổn định là ở cái lĩnh vực đấy. Vâng. Thế thì một câu hỏi nhỏ thôi, là nhiều người hỏi liệu 2018 thế nào và tương lai thế nào. Thì có lẽ chúng ta phải thống nhất thế này, cái gì lên thì sẽ xuống, nhưng mà nó lên xuống như thế nào và nó tốt ra sao, và chúng ta bình tĩnh nhìn nó ra sao, và chúng ta lợi dụng cái cơ hội lên xuống đó để chúng ta phát triển doanh nghiệp ra sao, điều đó quan trọng nhiều hơn. Chứ không bao giờ là lên mãi được, không bao giờ lên mãi được. Thì tất cả, nếu chúng ta hỏi 10 người, thí dụ chúng tôi có cái cơ hội để mà tham khảo các nhà quản trị quỹ ở New York, ở London, thì phần lớn họ khẳng định đây năm 2018 là một năm fully invest. Điều đó có nghĩa là nếu dịch ra tiếng Việt nôm na là có nhiêu chơi hết nhiêu đó. Chỉ số VN Index đã tăng lên trên 1.000 điểm. Tuy nhiên về cơ bản, ngành công nghiệp và nền kinh tế của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng. Do đó không có lý do gì mà thị trường chứng khoán Việt Nam lại không tiếp tục tăng trưởng. Có thể có những giai đoạn thị trường sẽ biến động và giảm điểm, nhưng nó lại là cơ hội tốt để đầu tư. Theo quan điểm của cá nhân tôi, thị trường chứng khoán Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển rực rỡ hơn nữa trong năm nay, do yếu tố tích cực của kinh tế vĩ mô được dự báo sẽ còn kéo dài nhiều năm tiếp theo. Thị trường đang chứng kiến hàng loạt doanh nghiệp, tập đoàn lớn đang IPO và lên sàn. Đây sẽ là động lực mới, thu hút mạnh mẽ dòng tiền cho thị trường phát triển. Đầu tiên năm 2017, thị trường đã có kết quả rất tốt. Có hai điều đã hỗ trợ thị trường. Thứ nhất là kinh tế vĩ mô rất phát triển, với GDP lên tới 6,8%. Thứ hai là có rất nhiều chính sách của chính phủ thực sự có hiệu quả, ví dụ như nới room cho nhà đầu tư nước ngoài, cũng như chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp lớn lên sàn, giúp sàn chứng khoán có nhiều sự lựa chọn tốt cho giới đầu tư. Sang năm 2018, với những chính sách như vậy, thị trường năm nay vẫn là một thị trường tốt để đầu tư. Theo tôi, cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn sắp lên sàn trong năm nay sẽ rất hấp dẫn và thu hút giới đầu tư. Tương lai thì Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Việt Nam có nền kinh tế rất trẻ nên có rất nhiều cơ hội và tiềm năng. Hiện tại Hàn Quốc thì cũng có tốc độ tăng trưởng cao, tuy nhiên Việt Nam cũng đạt con số 7% rồi.
là một con số rất hấp dẫn để có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc. Việt Nam có tình hình kinh tế chính trị rất ổn định, khiến các nhà đầu tư nước ngoài rất yên tâm khi đầu tư vào Việt Nam. 3 năm liền Việt Nam có tăng trưởng ổn định và tôi cho rằng năm nay cũng vẫn tăng trưởng ổn định. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã nhìn nhận rất là tích cực về cái bức tranh của thị trường chứng khoán năm 2017, những cái dấu ấn, những cái điểm nhấn, những cái kỷ lục. Tuy nhiên là chúng ta cũng còn cả một chặng đường dài phía trước, thậm chí là năm 2018, chúng ta đang ở trong những cái tháng đầu của năm 2018. Vậy các khách mời có thể nêu một số những cái điểm đáng chú ý của thị trường chứng khoán trong năm nay và một số những cái tư vấn về chính sách để làm thế nào để chúng ta sẽ có thị trường chứng khoán phát triển nhanh, mạnh nhưng phải bền vững như mong đợi của chúng ta không ạ? Thì trước là xin mời ý kiến của ông Bằng ạ. Tôi nghĩ rằng là 2018 thì nó cũng vẫn có rất nhiều cái triển vọng. Triển vọng lớn nhất tức là cái tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì được cái tốc độ nó cao hơn trên cái đà của năm 2017. Thứ hai nữa là các chính sách của chính phủ. Ngay từ đầu năm, nghị quyết chính phủ và cái triển khai thì cũng đã rất là tích cực ngay từ đầu năm, đặc biệt là cái cổ phần hóa. Thứ hai là cái nâng cao cái cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao cái năng lực cạnh tranh, thế rồi là đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách thể chế, rồi tập trung cho cái việc nâng cao năng suất lao động. Thì đấy là những yếu tố rất là tích cực cho cái năm 2018. Cái điểm thứ hai nữa là chính sách tiền tệ là cũng khá chủ động và linh hoạt. Đây là một cái yếu tố rất quan trọng cho thị trường, tức là cái tín dụng nó cũng ra đảm bảo đủ với mức độ hấp thụ của nền kinh tế, không có cái thắt chặt gì hơn. Thứ hai là lãi suất thì cũng có xu hướng là lãi suất huy động và cho vay có xu hướng là giảm. Thứ ba nữa trong chính sách tiền tệ đó, đặc biệt là cái cổ phiếu ngân hàng, thì cái xử lý nợ xấu từ 10,08 xuống còn có 7,9. Thế thì là đấy là, và kết quả kinh doanh của ngân hàng khá là tốt. Thì đó là cái động lực, tôi cho là cái động lực cho 2018. Trong cái cấu trúc hồi phục của thị trường thì cái cổ phiếu ngân hàng sẽ đóng vai trò rất là quan trọng. Vâng, trước đó thì ông Bằng đã đưa ra một con số là đến năm 2020 thì vốn hóa thị trường sẽ là 100% GDP đúng không ạ? Một con số rất là cụ thể. Vậy thì năm 2018 ông Bằng có thể đưa ra một số những con số nào cụ thể hơn không ạ? Chắc cũng khó không dự đoán được cái việc này, bởi vì nhưng mà tôi nhìn là nó khá là lạc quan trong cái vấn đề này. Và Bình và ông Kỳ thế nào ạ? Anh Bằng đã đề cập đến các vấn đề về yếu tố kinh tế vĩ mô, nền tảng chung để cho thị trường tăng trưởng. Còn tôi thì tôi cũng bổ sung thêm là trong cái năm 2018 thì chúng tôi cũng sẽ kỳ vọng có một cái sự tăng trưởng vượt bậc về chất của thị trường. Năm 2017 là ghi nhận cái sự tăng trưởng vượt bậc về mặt quy mô, tức là về lượng. Thế thì cố gắng là 2018 chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu về chất. Ngoài cái câu chuyện là hàng hóa, chất lượng như là anh Bằng vừa đề cập, tức là việc cổ phần hóa gắn với niêm yết của các cái doanh nghiệp nhà nước lớn. Và thời gian vừa qua thì cho thấy là nhà đầu tư nước ngoài và bản thân nhà đầu tư trong nước cũng rất là hứng thú đối với những cái đợt thoái vốn như vậy. Thì chúng tôi cũng tiếp tục sẽ, theo lộ trình chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các cái sản phẩm mới trên thị trường. Ví dụ như đối với thị trường phái sinh chẳng hạn, thì bên cạnh cái hợp đồng tương lai chỉ số đối với VN30 thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để có thể đưa ra những cái chỉ số hợp đồng tương lai đối với chỉ số khác, ví dụ như là VN200 chẳng hạn, hoặc là cuối quý 1 này thì chúng tôi sẽ đưa vào cái sản phẩm Carbon, là cái sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, cũng là một cái lựa chọn mới cho nhà đầu tư trong việc đa dạng hóa các danh mục, cũng như là cũng là một cái công cụ để phòng vệ rủi ro cho nhà đầu tư. Thế và ngoài ra thì trong năm 2018 thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng sẽ tập trung trí tuệ để là hoàn thiện cái dự thảo luật chứng khoán, trong đó chứa đựng những cái nội dung mang tính chất thay đổi rất là cơ bản về mặt chất lượng của thị trường, từ cái câu chuyện là các cái điều kiện chào bán, rồi thì vấn đề niêm yết, vấn đề tổ chức thị trường, cho đến các câu chuyện về tổ chức, mô hình tổ chức hoạt động các công ty chứng khoán. Và ngoài ra sẽ giải quyết những cái xung đột của luật chứng khoán hiện nay với các cái luật hiện hành về như luật đầu tư, luật doanh nghiệp, để có thể mở rộng hơn nữa cái sự thu hút
của thị trường đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Thì chúng tôi cho rằng là cái đây cũng là một cái trọng tâm rất quan trọng về mặt chính sách của thị trường trong năm 2018 để có thể được Quốc hội thông qua vào năm 2019. Và cái câu chuyện nâng hạng thị trường thì cũng là một cái câu chuyện mà cơ quan quản lý sẽ chắc là sẽ phải tăng tốc trong năm 2018. Mặc dù hiện nay thì chúng ta đã đáp ứng được hầu hết các cái tiêu chí về mặt định lượng mà MSCI đưa ra. Thế nhưng mà những cái tiêu chí về mặt định tính, ví dụ như là độ mở cửa thị trường, rồi thì mức độ minh bạch và cái độ và các cái yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài trong việc tự do hóa luồng vốn chẳng hạn, thì chúng ta vẫn còn phải nỗ lực hơn nữa. Cái câu chuyện này thì nó còn có một chút khó khăn là bởi vì có nhiều vấn đề là bản thân Ủy ban Chứng khoán hay Bộ Tài chính một mình cũng chưa thể giải quyết được, mà cần phải có sự phối hợp với các bộ ngành có liên quan. Thì đây cũng là một cái nội dung được cơ quan quản lý chú trọng trong năm tới để có thể nâng cao hơn nữa cái chất lượng cũng như là cái đánh giá về thị trường trong con mắt của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vâng. Tôi xin bổ sung một chút, tức là cái chỗ chị Bình nói về cái mặt chất ấy. Vâng. Thì đúng là 2018 thì Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán thì sẽ triển khai rất nhiều giải pháp để mà tái cấu trúc thị trường. Bên cạnh những cái giải pháp chị Bình nêu thì nó có một cái yếu tố nữa là cái cấu trúc thị trường nó sẽ có những cái thay đổi trong 2018. Thứ nhất là cái sự hợp nhất của hai cái sở giao dịch thì nó sẽ tạo ra cái năng lực và hiệu quả quản lý điều hành hai sở nó sẽ tốt hơn, tập trung hình thành ba cái thị trường chuyên biệt để mà nó có cơ hội phát triển thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh. Cái thứ hai trong cấu trúc thị trường là đang nghiên cứu để mà triển khai cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đây là một thị trường tôi cho khá quan trọng. Tức là trong các cái mô hình thị trường hiện nay thiếu cái trái phiếu doanh nghiệp thôi. Nếu mở được cái trái phiếu doanh nghiệp ra thì nó sẽ thu hút được cái dòng vốn phục vụ cho tăng trưởng. Cái thứ hai là nó hỗ trợ cho cái xử lý nợ. Tiền đề thị trường trái phiếu doanh nghiệp nó sẽ chuyển sang, nó sẽ hình thành cái thị trường mua bán nợ xấu. Thì nó sẽ gỡ cho cái ngân hàng trong cái việc mà xử lý nợ xấu, từ đó nó làm cho chất lượng tín dụng và cái hoạt động của ngân hàng nó tốt hơn. Cái điểm tiếp theo nữa là trong cái thay đổi về chất lượng thị trường là cái vấn đề quản trị công ty. Thì vừa qua thì chính phủ cũng đã ký cái nghị định về quản trị công ty. Thì công tác triển khai quản trị công ty cũng khá tích cực, văn bản hướng dẫn, và hiện nay thì các tổ chức quốc tế nó cũng rất quan tâm đến cái vấn đề này. Bởi vì nếu mà không thay đổi quản trị công ty thì những cái vụ việc, những cái đổ vỡ nó sẽ xảy ra. Các vụ việc như ngân hàng không đồng đều xuất phát từ quản trị công ty hết. Đấy thì là Ủy ban Chứng khoán cũng đang phối hợp với các tổ chức quốc tế để mà xây dựng ngoài cái quy định pháp lý thì có cái bộ về đạo đức kinh doanh sẽ ban hành. Thế rồi là bên ngân hàng cũng xây dựng những cái quy định về quản trị công ty áp vào làm sao mình tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế, thì cái nền tảng các doanh nghiệp niêm yết nó sẽ bền vững hơn. Vâng. Vậy còn dưới góc độ của hiệp hội thì ông Kỳ có bổ sung gì không ạ? Tôi thì nói chung đồng tình về ý kiến của anh Bằng, chị Bình, vì chúng ta phải nhìn ở một cái khía cạnh là mục tiêu của chính phủ là tăng trưởng, là vẫn phát triển mạnh. Các cái chỉ số về lạm phát về ấy đều được có một cái tính chất khống chế. Vì vậy cho nên là cái huy động vốn nó phải tập trung và phải được thúc đẩy và phải được đẩy mạnh, kể cả bên ngân hàng, để phục vụ cho được cái tăng trưởng thì cả về mặt chứng khoán cũng như ngân hàng đều phải có một cái sự vươn lên và đồng thời phải có cái đầu tư một cách mạnh liệt. Cho nên tôi cho đây là cũng là một vấn đề mà chính phủ cũng đã nhìn nhận ra, và các ngành cũng đã có những cái kế hoạch cũng như là có những cái lộ trình để mà phát triển một cách nó đúng với cái hướng mà chính phủ đã vạch ra. Vâng. Từ phía góc độ của hiệp hội thì có những kiến nghị cụ thể gì với cơ quan quản lý, những người làm chính sách không ạ? Bởi vì tôi biết là trong năm vừa qua có rất nhiều những cái thông tin. Về hiệp hội thì tôi nghĩ thế này. Thứ nhất là trong năm vừa qua thì có thể nói là chúng tôi có thành lập cái câu lạc bộ về luật và cũng đã có cái tham gia đóng góp rất tích cực, rất nhiều ý kiến. Nhưng ở đây thì với cái góc độ hiện nay thì tôi nghĩ là
các cơ quan quản lý và đặc biệt là lên chỗ Bộ Tài chính cũng như nên trình Quốc hội là nên hủy bỏ cái thuế giá trị gia tăng đối với các cái công ty hoạt động, các cái lĩnh vực mà hoạt động về trong các công ty chứng khoán, thì tạo điều kiện và tạo tiền đề cho họ để họ có một cái sức phát triển. Cái thứ hai nữa là vừa qua có thể nói là thời kỳ anh Bằng thì rất là chú trọng với cái chuyện lấy ý kiến của các cái quảng đại quần chúng, và đặc biệt là riêng hiệp hội thì lúc nào cũng phải có ý kiến, và kể từ cái thời anh Vương Đình Huệ cũng đã lấy ý kiến của hiệp hội, thì tôi cho chúng ta phải duy trì cái này để các cái văn bản, các cái quy định nó gần với thực tế hơn. Thì trong cái năm vừa qua chúng ta thành công được là cũng là do cái các cái cơ chế chính sách mà nó thực tế hơn và sát với thực tế thì nó sẽ phát triển được. Vấn đề nữa là cũng nên có một cái nghiên cứu, ví dụ như bây giờ vừa qua là về cái chuyện margin thì nên nới nó ra, kéo dài thời gian ra đã, chứ cũng không nên. Trước đây hôm mà dự thảo thì tôi cũng đã điện cho anh Trần Dũng chủ tịch, nó bảo chưa nên làm vào cái tháng Tết, vì cái tháng Tết là cái tháng một là chốt lời, nếu anh mà đưa cái này ra nữa là anh là nguy hiểm, thì là đã lùi lại. Nhưng mà tôi cứ nghĩ là nên giãn cái thời gian ra và có cái lộ trình cho nó thích hợp. Cơ quan quản lý khi mà tiếp nhận những cái thông tin từ phía hiệp hội hay các nhà đầu tư hay các công ty chứng khoán, những cái thành viên tham gia thị trường ấy, thì là cũng đã thay đổi chính sách rất nhiều cho năm 2018 không ạ? Bởi vì là tôi hỏi như vậy vì mấy số trước, khoảng 4 số thì chúng tôi cũng có nhận được rất nhiều ý kiến là những cái động thái về chính sách, đặc biệt liên quan tới cái phái sinh ấy, là còn hơi chậm so với kỳ vọng của các nhà đầu tư, của thị trường ạ. Thì là ngày hôm nay có cơ quan quản lý ở đây rồi thì bà Bình có thể có thêm một số ý kiến không ạ? Thật ra thì là một thành phần trong cơ quan quản lý thì cá nhân tôi thì tôi cho rằng là Ủy ban chứng khoán khá là tích cực và cầu thị trong việc là tiếp thu các cái phản hồi từ phía thành viên thị trường. Cụ thể là ví dụ như là khi mà chúng tôi xây dựng cái thị trường phái sinh chẳng hạn, thì anh em trong cơ quan quản lý là cùng nhau lập những cái teamwork, là cùng làm việc với các thành viên thị trường để tháo gỡ ngay những vướng mắc cả về chính sách lẫn về mặt triển khai hệ thống và sản phẩm. Cho nên là mọi việc trôi rất là nhanh. Đấy, và ví dụ như cái câu chuyện về margin chẳng hạn, thì như anh Kỳ vừa mới nói đấy, thì chúng tôi cũng có cái quá trình là xin ý kiến của các thành viên thị trường khá là lâu, cách đây hơn một tháng cơ. Đến thời điểm hiện tại thì đã nhận được phản hồi từ phía hầu hết các công ty chứng khoán, và 80% số lượng phản hồi thì cho thấy là khá đồng nhất với cả chủ trương. Tuy nhiên là về cái thời điểm áp dụng thì chắc là Ủy ban chứng khoán sẽ tiếp thu ý kiến của các thành viên thị trường để có thể cân nhắc có một cái thời điểm áp dụng nó phù hợp nhất đối với thị trường. Vâng. Ông Bằng với tư cách là người đã từng quản lý, ông Bằng có thêm bổ sung thêm ý kiến liên quan tới chính sách không ạ? Tôi thì tôi thấy là cái vấn đề margin ấy thì cũng cần thiết phải có sự điều chỉnh. Thì thời kỳ mà tôi làm chủ tịch thì tôi cũng đã nới cái tỷ lệ margin ra là 50-50. Tức là lúc đó là vì cái thị trường chứng khoán của mình nó cũng thực sự chưa hồi phục mạnh mẽ. Mình phải có cái động tác kích thích cái dòng tiền. Đến hiện nay thì thị trường cũng đã tăng trưởng rất là tốt. Thì cũng cần thiết là điều chỉnh nó trở lại. Điều chỉnh ở đây không phải là tôi thắt chặt dòng tiền, mà điều chỉnh để mà tạo một cái tín hiệu là thị trường đã thực sự hồi phục và không cần phải có cái kích thích kích cầu nữa, để cho thị trường nó tự điều chỉnh. Thì tôi cho là chủ trương là phù hợp. Thì tất nhiên là lộ trình thì Ủy ban chứng khoán cũng rất là tính toán kỹ, là dự kiến là chỉ điều chỉnh cái mức mới thôi, còn cái margin duy trì thì vẫn không có đụng đến, để đảm bảo nó không có bán tháo, có một cái khoảng thời gian để chúng ta hạ cánh dần dần. Vì margin nó cũng khá nhạy cảm. Thế thì tôi cho là phù hợp. Liên quan đến chính sách các phát triển thị trường thì tôi thì cũng thấy rõ là cái thị trường phái sinh là cũng rất là quan trọng. Phát triển tốt thì nó hỗ trợ cho thị trường cơ sở. Thế rồi những cái phái sinh trái phiếu thì nó giúp cho chính phủ huy động cái trái phiếu với lãi suất thấp hơn. Vì người ta có thể bảo vệ được cái rủi ro, rồi người ta có thể là đa dạng hóa các sản phẩm, cho nên là cái lãi suất mình huy động nó sẽ
có lợi cho chính phủ hơn. Thế, và trong cái giai đoạn đầu tiên này tôi nghĩ rằng là cái rủi ro nó cũng chưa có nhiều. Mình kinh nghiệm thị trường cổ phiếu phát triển đến một cái mức độ nó lớn lên thì cái rủi ro nó mới xuất hiện. Thế còn bây giờ mình nên có những cái sản phẩm, đưa ra những sản phẩm để tập dượt. Đấy, để tập dượt, để rút kinh nghiệm. Thế và điều chỉnh chính sách thì cũng nên tích cực để đưa ra những cái sản phẩm mới với góc độ của người chuyên gia bên ngoài tôi nhìn vào, chứ không phải là đang làm ủy ban thì tôi nhận thấy là cái thị trường họ đề xuất, họ nêu lên cái cũng là dưới cái góc độ là mình tích cực khẩn trương hơn trong việc đưa ra những cái sản phẩm mới để mình tập luyện, rèn luyện, rút kinh nghiệm và hoàn thiện nó cho nó phát triển tốt hơn. Còn liên quan đến các cái chính sách của thị trường thì tôi cũng thấy là thị trường năm 2018 thì có rất nhiều điểm tích cực, nhưng mà cũng có những cái điểm mà chúng ta cũng phải tiếp tục hoàn thiện. Và trong cái tiếp tục hoàn thiện này thì chúng ta thấy rất rõ là cái độ mở của nền kinh tế Việt Nam nó lớn hơn trước nhiều. Độ mở của thị trường vốn cũng lớn hơn nhiều. Vì cái giá trị danh mục đầu tư ngày trước nó 10 tỷ, bây giờ nó 34 tỷ. Thế rồi là cái thương mại xuất nhập khẩu của chúng ta là trên 420 tỷ. Thì khi cái độ mở nó lớn lên thì cái duy trì cái bền vững an toàn cho cả nền kinh tế và thị trường rất quan tâm. Và trong đó thì cái tăng cái dự trữ ngoại tệ quốc tế là rất là quan trọng. Các chính sách kinh tế vĩ mô phải là chủ động linh hoạt, khéo léo rồi, nhưng mà cái dự trữ ngoại tệ cũng là cái rất quan trọng để đảm bảo cái mình chống đỡ những cái va đập, cái biến động của quốc tế. Thì khi độ mở nó mở ra thì cái dự trữ của mình hiện nay đã tăng rất là cao, rất là tích cực, ngân hàng rất mua vào. Nhưng với cái độ mở kinh tế thì cái dự trữ hiện nay vẫn chưa mới ở mức tối thiểu. Vì vì là cái quy mô nhập khẩu bây giờ nó lên là 211 tỷ rồi. Thế cho nên là cái dự trữ hiện nay của mình ở năm 2017 mới đáp ứng ở mức 12 tuần nhập khẩu là mức tối thiểu. Cái thứ hai là nếu mà lấy cái dự trữ ngoại tệ của mình là 51,5 tỷ vào cuối 2017 chia cho nợ ngắn hạn ngoại tệ cộng với cái danh mục đầu tư nước ngoài thì chúng ta mới đang ở cái mức là 1,1, tức là cái mức tối thiểu thấp của độ an toàn. Thế thì cũng cần phải có những cái chính sách để cổ phần hóa, thu hút thêm và tăng cái dự trữ, tái cấu trúc lại thị trường, tái cấu trúc doanh nghiệp để chúng ta có cái bền vững hơn, sức chống đỡ tốt hơn. Phía cơ quan quản lý như chỗ Hòa Bình thì ý kiến cũng bằng có mình có một thông tin gì đó phản hồi lại không ạ? Đương nhiên là những cái vấn đề vĩ mô về chính sách như anh Bằng nói là rất là phù hợp rồi. Vì bản thân cái cơ quan quản lý thị trường chứng khoán thì dưới góc độ là cái người điều hành trực tiếp của thị trường thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí thôi. Mà đặc biệt là trong cái năm 2018 thì tôi rất là nhất trí với anh Bằng ở khía cạnh là nâng cao chất lượng quản trị, tức là bản thân chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa đến sức khỏe nội tại của chính các doanh nghiệp niêm yết, thì từ đó cái thị trường nó có thể mới phát triển bền vững được. Ngoài ra có một cái điểm mà chúng ta từ đầu giờ đến giờ cũng chưa nhắc đến, đấy là quan tâm đến sức khỏe của các cái tổ chức trung gian của thị trường, tức là các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ. Thời gian vừa qua thì chúng ta đã làm rất là rốt ráo cái công tác tái cấu trúc các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ rồi. Số lượng các công ty chứng khoán đã giảm 26%. Thế và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là tái cấu trúc mạnh hơn nữa và để nâng cao cái chất lượng cũng như cái tình hình tài chính cũng như cái chất lượng cung cấp dịch vụ của các cái tổ chức trung gian đối với thị trường. Thì khi nào các tổ chức này mạnh thì là cái chất lượng tư vấn, chất lượng môi giới, chất lượng hỗ trợ của thị trường nó cũng sẽ tăng lên và nó sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào cái sự tăng trưởng của thị trường. Thì đấy là điểm rất là quan trọng. Và cái câu chuyện về xử phạt anh Bằng cũng đã nhắc đến rồi. Thì chúng tôi cũng cho rằng đây cũng là một trong những cái mấu chốt của thị trường, là bởi vì khi mà thị trường mà tăng trưởng ấy, thì đi kèm theo nó thì là sẽ là các vấn đề liên quan đến hành vi vi phạm nó cũng sẽ tăng lên. Thì năm vừa qua cũng là năm mà Ủy ban chứng khoán xử phạt rất là nhiều. Và năm tới thì cùng với cái sự sửa đổi cái bộ luật hình sự mới sẽ chính thức có hiệu lực,
thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp rất chặt chẽ với các cái cơ quan điều tra cũng như cơ quan để có thể xử lý một cách nghiêm minh các cái hành vi vi phạm trên thị trường, nâng cao cái kỷ luật cũng như là tính răn đe đối với các hành vi vi phạm. Điểm nữa tôi cũng muốn nói thêm là mình cũng phải tiếp tục thúc đẩy hơn nữa, đó là các cái tổ chức niêm yết thì cái tỷ trọng vốn sở hữu nhà nước phải rất nghiên cứu tích cực, bởi vì bây giờ chủ trương của Bộ Chính trị các thứ là nói rồi, là cái gì mà khu vực tư nhân làm được thì để cho khu vực tư nhân làm, kể cả những cung cấp những cái dịch vụ thiết yếu mà tư nhân làm tốt hơn thì cũng để cho tư nhân tham gia, thì cũng nên là giảm bớt cái tỷ lệ sở hữu trong các cái doanh nghiệp đã niêm yết sau khi mà cổ phần hóa thoái vốn, tích cực thúc đẩy hơn nữa để cho cái chất lượng quản trị công ty của tư nhân nó tốt hơn, hiệu quả nó cao hơn. Vâng. Sẽ mang lại nhiều cái động lực và hiệu quả hơn chung cho thị trường và cả nền kinh tế đó. Vừa qua mình phát triển khu vực tư nhân một cái là mình đã thấy khác ngay. Vâng. Mình tiếp tục cải cách mạnh hơn, giảm bớt cái tỷ lệ nắm giữ nhà nước, cải cách cái quản trị công ty trong các cái doanh nghiệp bằng thông qua cái việc thoái vốn, hút các nhà đầu tư chiến lược vào, thì cái chất lượng tăng trưởng năng lực của các cái doanh nghiệp rất là tốt. Vâng. Cái điểm nữa thì tôi cũng thấy là bây giờ là cái cuộc cách mạng kỹ thuật số mà mình gọi là 4.0, cách mạng công nghiệp 4.0 nó cũng là rất là thách thức và rất là cơ hội. Chúng ta không thể là tự động để cho nó dắt chúng ta đi mà chúng ta phải chủ động tiếp cận với cái việc này và phát triển nó. Thì trong cái cách mạng kỹ thuật số này thì nhiều ngành nghề không còn tồn tại nữa, nhiều ngành nghề mới xuất hiện, rồi là thất nghiệp phát sinh. Thì đối với thị trường chứng khoán có trách nhiệm ở hai cái. Cái thứ nhất là mình phát triển mạnh thị trường, thu hút vốn, rồi là phát triển doanh nghiệp để họ có tiềm lực, để họ đổi mới công nghệ, phát triển cách mạng 4.0, cách mạng kỹ thuật số. Cái thứ hai nữa là bản thân Ủy ban chứng khoán, các thành viên thị trường cũng phải có cái chủ động để phát triển cái này, ứng dụng vào trong giao dịch, trong công bố thông tin, trong thanh toán, dùng các cái fintech. Vậy kiểu hai khách mời như vậy thì ông Kỳ có bổ sung gì không ạ? Có một vấn đề mà tôi nghĩ là ủy ban thì cũng nên, thứ nhất là nhanh nhạy hơn một tí, gần gũi hơn một tí và thông thoáng hơn để tạo một cái nền tảng và tạo cái tiền đề cho cái sự phát triển một cách nó bền vững. Nhanh nhạy hơn, gần gũi hơn, thông thoáng hơn ạ? Ừ. Vâng, thưa các khách mời, đây là một cái chương trình vào những cái dịp cuối năm cũ và đầu năm mới, thì chúng tôi rất là mong các khách mời có thể gửi tới khán giả, tới những người quan tâm tới chương trình của chúng ta, tới người quan tâm thị trường chứng khoán, tới các nhà đầu tư, tới các thành viên thị trường một cái lời chúc hoặc là một cái nhắn nhủ gì đó thật là ý nghĩa cho những cái dịp đầu năm mới. Thì trước là tôi xin mời ý kiến của, chắc là phụ nữ trước ạ, xin mời ý kiến của bà Bình trước, có một cái lời chúc gì đó nhân dịp năm mới ạ. Năm 2017 thì đã chứng kiến một cái sự thành công vượt bậc của thị trường chứng khoán. Và tôi hy vọng là năm 2018 sẽ đem đến cho khán giả của VITV cũng như các nhà đầu tư một năm còn thành công hơn so với năm 2017. Vâng, và thành công hơn rất nhiều là cũng nhờ vào chính sách của Ủy ban chứng khoán ạ. Vâng, chào ông Bằng ạ. Rất mong muốn là các nhà đầu tư là sang năm 2018 thành công hơn, bền vững hơn và bản lĩnh hơn. Vâng. Những vụ việc vừa qua thì rất mong là bản lĩnh hơn, trí tuệ và bản lĩnh hơn để mà mang lại được nhiều cái gặt hái tích cực hơn so với năm 2017. Và cũng một cái mong muốn, tức là cơ quan quản lý, chính phủ cũng đã nhìn nhận, đánh giá tốt thị trường chứng khoán, tiếp tục như là hỗ trợ, thúc đẩy, coi thị trường chứng khoán là một cái kênh dài hạn quan trọng để làm sao nó thực sự là nó hỗ trợ cho kênh dẫn vốn của ngân hàng, đóng góp tích cực cho cái sự phồn vinh của đất nước. Và cuối cùng là xin mời ông Kỳ ạ. Tôi thì hy vọng là năm 2018 thì cũng mong rằng các cái nhà đầu tư xử lý thông minh hơn, bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn để
phát triển và cũng như là gặt hái được nhiều thành công hơn. Và cũng mong các cơ quan quản lý, đặc biệt là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch Đầu tư với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có một sự gắn kết với nhau để hỗ trợ cho cái thị trường phát triển, nhất là sau khi đã có những cái chính sách của chính phủ nó tương đối cụ thể rồi, thì sự hỗ trợ của các bộ ngành là rất cần thiết. Vâng ạ. Vâng. Thưa các khách mời, VTV thì là một kênh truyền hình chuyên biệt về kinh tế tài chính, nên là lĩnh vực chứng khoán, những thông tin về chứng khoán cũng được chúng tôi cập nhật thường xuyên và liên tục. Khi mà chúng tôi thực hiện chương trình đối thoại bàn về thị trường chứng khoán thì có rất nhiều các câu hỏi, những ý kiến của quý vị khán giả mà chúng tôi phân tích mổ xẻ từ những vấn đề rất là vĩ mô cho đến những vấn đề rất là cụ thể của thị trường chứng khoán phái sinh, rồi câu chuyện là hợp nhất hai sở và rất nhiều các vấn đề khác. Tuy nhiên là với một chương trình đối thoại như thế này thì chúng tôi cũng chỉ mong là có thể tạm thời là cung cấp cho khán giả của chúng tôi một bức tranh toàn cảnh về thị trường chứng khoán của năm 2017, những cái điểm đột phá, những cái điểm đáng chú ý mà các khách mời đánh giá dưới góc độ của cá nhân mình, và một số những cái lưu ý, những cái xu hướng, những cái dự báo cho năm 2018. Và chúng tôi cũng không dám kỳ vọng là các khách mời có thể đưa ra những cái phân tích hoặc là những con số nó rất là chi tiết giống như là khi mà chúng tôi đặt vấn đề là đầu tư vào kênh nào là hấp dẫn nhất trong năm 2018 thì chắc chắn là cũng không thể khó có thể nói chắc chắn là một cái kết quả. Thế tuy nhiên là những cái phân tích, những cái thông tin của các khách mời thì cũng giúp cho các nhà đầu tư, giúp cho những khán giả của VTV có thêm thông tin để đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn, bản lĩnh hơn, đúng đắn hơn và gặt hái được nhiều thành công hơn trong năm 2018. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay của chúng tôi và chia sẻ những cái điều mà chúng tôi rất là mong muốn được gửi gắm tới khán giả của VTV. Xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe. Xin kính chúc các khách mời một năm mới tràn ngập hạnh phúc, may mắn và niềm vui ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.